nhãn lớn trái tẩy ra lên màu đẹp cho nhãn ở Gia Lai, kết hợp với ruồi vàng rầy và sâu đục quả nhãn. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Một bộ này thì các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 400 lít nước nhé, sử dụng cho nhãn trong thời kỳ đang nuôi lớn trái này. Nhãn sẽ càng về gần cái thời điểm mà thu hoạch ấy, thì nó sẽ trái nó ngọt và nó sẽ có những con sâu nữa nhé, sâu đục nữa. Thì đây nó phòng trị được cả sâu đục trái này. Cái chai này nhá, được cả con ruồi vàng và con rầy luôn nhá. Những con rầy bám ở trên ngọn và trên quả non đấy nhá. Còn cái bộ này là nó sẽ giúp cho lớn trái này. Trái nó lớn và nó giúp cho trái lên màu, hạn chế bị thối nứt trái, chống sượng trái và nó còn giúp cho cây chống chịu được cái thời tiết bất lợi nhá, như là nắng nóng và sương muối lạnh nhá. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.